mời con Huyền Phim coi đó. Dạ. Rồi. Tối nay sẽ cố gắng bóp. Tại Việt Nam mình ảnh hưởng nhiều nước ra đô hộ, cho nên học từ của Nhật có Trung Quốc có, của Mỹ có, của Pháp có. Từ nào cũng có hết. À. Qua bên đây đi. Đây. Nó mong hay không? Ừ. Rồi lên đây. Đàn ông phải yêu hoa chứ. Lên đây là cái giải này đứng đây là chụp hình đẹp lắm. Chụp hết hết, chụp hai người đó. Chụp hết luôn, mình chụp hai luôn, chụp từ người luôn, đầy đủ hết. Rồi, cứ nhào vô, nhào vô. Đứng một giải đây luôn, đứng giải đây luôn. Rồi. Giải luôn cho có bông luôn, có bông xanh. Ôi ơi đây nè. Đứng đây làm gì? Đây có đường kẻ nè. Đó là lát mình đi qua đó luôn. Đó. Rồi đó. Trời ơi đẹp nè. Đang quay luôn, đang quay đang chụp luôn. Dạ, cứ đứng lại làm chụp. Hả? Mình cứ làm đại đi. Quan trọng là vui thôi chứ giờ.